SCO Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vừa kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần thứ 23 dưới hình thức trực tuyến, với việc kết nạp thêm Iran thành viên thứ 9. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, sau khi kết nạp thêm Iran, các thành viên của tổ chức này có thể tối đa hóa việc sử dụng cảng Chabahar của Iran. Từ cảng Chabahar, hàng hóa có thể vào Afghanistan, vươn đến Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Nga và châu Âu. Văn phòng của Thủ tướng Modi cũng phát đi thông cáo báo chí, trong đó nhận định hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam có thể phát huy vai trò là con đường an toàn và hiệu quả cho các nước không có biển tiếp cận với Ấn Độ Dương. Các nước thành viên SCO nên phấn đấu để hiện thực hóa tiềm năng này. Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng đề cập tầm quan trọng của việc kết nối tốt hơn. Một sự kết nối mạnh mẽ là rất quan trọng đối với nỗ lực của bất cứ khu vực nào. Sự kết nối ở đây không chỉ là trong việc trao đổi thương mại với nhau, mà cả trong việc nuôi dưỡng sự tin cậy lẫn nhau. Dù vậy, trong nỗ lực này, vẫn cần phải tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của hiến chương của tổ chức SCO, trong đó, đặc biệt là việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước thành viên. Chabahar là một cảng biển thuộc tỉnh Sistan Balochistan của Iran, thuộc vịnh Oman. Đây là khu cảng biển duy nhất của Iran, gồm hai cảng tách biệt có tên là Said Kalantari và Said Bihati. Về mặt địa lý, khu cảng biển này gần Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ. Hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam sẽ tạo cơ hội để cảng biển này trở thành một trong những cửa ngõ thương mại quan trọng bậc nhất của khu vực. Dự án cảng Chabahar là một trong những dự án được Ấn Độ đặc biệt quan tâm. Năm 2016, Ấn Độ đã ký thỏa thuận Chabahar có trị giá 85 triệu đô la Mỹ để biến cảng này thành một hành lang trung chuyển và vận chuyển quốc tế. Việc xây dựng cảng Chabahar và việc xây dựng một tuyến đường sắt từ cảng Chabahar tới Jaden là những hạng mục chính của thỏa thuận này. Thông qua dự án cảng Chabahar, Afghanistan có thể giảm sự phụ thuộc vào Pakistan trong việc xuất khẩu hàng hóa qua đường biển, đồng thời mở đường cho hàng hóa của Ấn Độ vào Afghanistan, vươn đến Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Nga và châu Âu, thông qua một hành lang vận tải Bắc Nam dài 7.200 km. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.